xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay toàn thể giáo hội chúng ta bước vào mùa chay. Mùa chay được khởi đầu bằng nghi thức sức cho ngày thứ tư. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của người Do Thái. Mỗi khi dân Do Thái tỏ lòng ăn năn sám hối, họ thường lấy một chút cho sức trên đầu và ngồi trên đống cho để tỏ lòng trở về với Thiên Chúa. Và câu chuyện mà giúp chúng ta liên tưởng đến việc ăn chay cầu nguyện đó chính là câu chuyện của dân thành Ninive, một thành phố lớn nhưng mà lại sống chìm đắm trong tội lỗi, lại sống truy nạn. Và trước khi Thiên Chúa trừng phạt dân thành Ninive, Ngài đã sai ngôn sứ Jonah đến để cảnh báo họ về việc trừng phạt của Thiên Chúa. Khi nghe ông Jonah thông báo, dân thành đã sợ hãi, bỏ đảng tội lỗi, sức cho ngồi trên đống cho và xé áo để tỏ ra dấu hiệu trở về với Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta cũng dâng thánh lễ này một cách sốt sắng để chúng ta cũng tỏ lòng ăn năn sám hối, trở về với Thiên Chúa, bỏ đảng tội lỗi. Nghi thức sức cho ngày hôm nay là một dấu chỉ để cho mỗi người chúng ta biết cuộc sống của chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng từ bụi cho, và khi kết thúc cuộc sống trần gian này, chúng ta cũng trở về với cho bụi. Xin Chúa thương tha thứ hết mọi lỗi lầm mà trong cuộc sống của chúng ta một giây phút nào đó đã không may mắc phải, thì nhờ việc sám hối trong thánh lễ này, chúng ta hãy giao hòa với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em. Và hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn cũng nghiệp ý cùng con để cầu nguyện cho các ý chỉ. Một ý chỉ xin cầu nguyện cho linh hồn Teresa mới qua đời. Một ý chỉ xin cầu nguyện cho linh hồn tiền nhân và các linh hồn. Một ý chỉ xin cầu nguyện cho hai linh hồn Maria và linh hồn Đa Minh. Và một ý chỉ xin cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ Giáp Năm. Và mỗi người chúng ta cũng thành tâm dâng lên Thiên Chúa tất cả những lời nguyện xin của chúng ta trong giờ thánh lễ hôm nay để được Chúa thương chấp nhận. Chúng ta cùng sốt sắng cử hành thánh lễ này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày hôm nay tất cả chúng con ăn chay hám mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Gioan. Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng, hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, người hối tiếc vì đã giáng họa, biết đâu người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu, dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Hãy lúc tù và tại Sion ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang ngủ. Tân nương hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê. Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phục sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương xót dân Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã, và lên trọ người cho dân ngoại.
Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói, Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? Đức Chúa đã đồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Đó là lời Chúa. Thank you.
rằng khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Con xin đọc cái sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Phanxicô để chúng ta hiệp ý cùng với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ngài và cầu nguyện cho giáo hội trong mùa chay thánh này. Khổ chế mùa chay, hành trình hiệp hành. Anh chị em thân mến, các tin mừng theo Thánh Matthew, Marco và Luca đều khớp nhau khi kể lại tình tiết về cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Trong cuộc biến cố này, chúng ta thấy câu trả lời của Chúa cho sự thiếu hiểu biết của các môn đệ đối với Ngài. Quả thế, trước đó không lâu đã xảy ra tranh cãi nghiêm trọng giữa Thầy và ông Simon Phêrô, người sau khi đã tuyên xưng đức tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, đã gạt bỏ lời loan báo của Ngài về cuộc thương khó và thập giá. Chúa Giêsu đã quả trách ông cách mạnh mẽ: Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Và về thế, 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao. Bài tin mừng về cuộc biến hình được công bố hàng năm vào Chủ nhật thứ hai của mùa chay. Quả thế, trong suốt thời gian phục vụ này, Chúa đem chúng ta đi với Ngài và đưa chúng ta lánh riêng ra một nơi. Cho dù các hoạt động bình thường của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải ở lại nơi những quen thuộc, sống một cuộc sống hàng ngày thường lặp đi lặp lại và đôi khi nhàm chán, nhưng trong mùa chay chúng ta được mời gọi lên núi cao với Chúa Giêsu để sống một kinh nghiệm khổ chế đặc biệt cùng với dân thánh của Thiên Chúa. Khổ chế mùa chay là một nỗ lực luôn được ân sủng thúc đẩy để vượt qua sự thiếu lòng tin và sự kháng cự của chúng ta trong việc bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Chính là điều mà Phêrô và các môn đệ khác cần đến để đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về Thầy, để hiểu và đón nhận cách sâu xa mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong sự trao hiến hoàn toàn chính mình bằng tình yêu. Cần phải để cho bản thân được Ngài đưa riêng ra một nơi và lên núi cao, tách mình khỏi những điều tầm thường và phù vân. Cần phải lên đường, một con đường lên núi đòi hỏi nỗ lực, hy sinh, tập trung như một chuyến du ngoạn trên núi. Những điều kiện này cũng rất là quan trọng đối với con đường hiệp hành mà chúng ta đã dấn thân. Với tư cách là giáo hội, sẽ rất tốt cho chúng ta khi suy nghĩ về một mối tương quan tồn tại giữa khổ chế mùa chay và kinh nghiệm hiệp hành. Đối với cuộc tĩnh tâm trên núi Tabor này,
Chúa Giêsu đem theo 3 môn đệ được chọn để làm chứng cho một biến cố độc nhất vô nhị. Ngài muốn kinh nghiệm ân sủng này không được đơn độc nhưng được chia sẻ như tất cả đời sống đức tin của chúng ta cũng như thế. Chúa Giêsu, chúng ta phải cùng nhau bước theo Ngài và chính cùng với nhau với tư cách là một giáo hội nữ hành trong thời gian mà chúng ta sống năm phụng vụ mùa chay ở trong năm phụng vụ này bằng cách bước đi cùng với những người mà Chúa đặt bên cạnh chúng ta như những người bạn đồng hành. Tương tự với việc Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài lên núi Tabor, chúng ta có thể nói rằng hành trình mùa chay của chúng ta là hiệp hành vì chúng ta cùng nhau thực hiện nó trên cùng một con đường, các môn đệ của một vị thầy duy nhất. Hơn nữa, chúng ta biết rằng chính Ngài là đường và do đó dù trong hành trình phụng vụ hay trong hành trình của thượng hội đồng, giáo hội không làm gì khác hơn là đi vào mầu nhiệm của Chúa Kitô cứu độ cách sâu xa và trọn vẹn hơn nữa. Và chúng ta đã đến cao điểm. Bài tin mừng kể rằng Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan của người chói lọi như mặt trời và y phục của người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Đó là đỉnh điểm, là mục đích của hành trình. Kết thúc việc lên núi, khi họ ở trên núi với Chúa Giêsu, 3 môn đệ được ơn nhìn thấy Ngài trong vinh quang chói lọi ánh sáng siêu nhiên, không đến từ bên ngoài nhưng tỏa ra từ chính Ngài. Vẻ đẹp thần linh của thị kiến này vượt trội hơn tất cả sự mệt mỏi mà các môn đệ đã có để tích tụ để lên núi Tabor. Như đối với bất kỳ cuộc du ngoạn nào, đòi hỏi khi leo lên cần phải giữ cái nhìn chăm chú vào con đường. Nhưng bức tranh toàn cảnh mở ra ở cuối hành trình sẽ gây ngạc nhiên và đền bù bằng một sự kỳ diệu của nó. Tiến trình hiệp hành cũng thường tỏ ra gay go và đôi khi chúng ta có thể nản lòng. Nhưng những gì chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình chắc chắn là điều gì đó kỳ diệu và đáng ngạc nhiên, vốn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa và sứ mạng của chúng ta trong việc phụng sự vương quốc của Ngài. Kinh nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor còn phong phú hơn khi bên cạnh Chúa Giêsu biến hình xuất hiện ông Môsê và Elia là hiện thân của lề luật và các ngôn sứ. Sự mới mẻ của Chúa Kitô là sự hoàn tất giao ước cũ và các lời hứa. Nó không thể tách rời với lịch sử của Thiên Chúa với dân Ngài và cho thấy ý nghĩa sâu xa của nó. Cũng thế, tiến trình hiệp hành bén rễ trong truyền thống của giáo hội và đồng thời mở ra cho sự mới mẻ. Truyền thống là nguồn cảm hứng để tìm kiếm những con đường mới mẻ bằng cách tránh những cám dỗ đối lập của sự bất động và thử nghiệm ngẫu hứng. Hành trình khổ chế của mùa chay cũng như hành trình hiệp hành, cả hai đều có mục tiêu là sự biến đổi cá nhân và giáo hội. Một sự biến đổi mà trong hai trường hợp đều tìm thấy khuôn mẫu của nó nơi sự biến đổi của Chúa Giêsu và được hiện nhờ ân sủng của mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Để sự biến đổi này có thể được thực hiện nơi chúng ta trong năm nay, tôi muốn đề nghị hai con đường phải theo để lên núi cùng với Chúa Giêsu và đạt đến đích cùng với Ngài. Con đường thứ nhất quy chiếu đến mệnh lệnh mà Chúa Cha nói với các môn đệ trên núi Tabor khi họ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình. Từ trong đám mây có tiếng nói: các ngươi hãy vâng nghe lời Ngài. Do đó, chỉ dẫn đầu tiên là rất rõ ràng, lắng nghe lời Chúa Giêsu. Mùa chay là một thời gian ân sủng trong chừng mực chúng ta lắng nghe Đấng đang nói và Ngài nói với chúng ta như thế nào. Trước tiên, trong lời Chúa mà giáo hội mang lại cho chúng ta trong phụng vụ, đừng để lời Chúa rơi vào trống rỗng. Nếu chúng ta không thể luôn tham dự thánh lễ, chúng ta hãy đọc các bài đọc thánh kinh hàng ngày, kể cả với sự trợ giúp của Internet. Ngoài thánh kinh, Chúa còn nói với chúng ta qua các anh chị em, nhất là qua những khuôn mặt và những câu chuyện của những người cần giúp đỡ. Nhưng tôi cũng muốn thêm vào một khía cạnh khác rất quan trọng trong tiến trình hiệp hành. Lắng nghe Chúa Kitô cũng ngang qua việc lắng nghe anh chị em trong giáo hội. Việc lắng nghe hỗ tương này là mục tiêu chính trong một số giai đoạn. Nhưng dù sao đi nữa,
vẫn luôn là điều kiện không thể thiếu trong phương pháp và phong cách của một giáo hội hiệp hành. Khi nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: "Trỗi dậy đi, đừng sợ." Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đó là dấu chỉ, đó là chỉ dẫn thứ hai cho mùa chay này. Đừng ẩn náu trong một thứ tình cảm tôn giáo được tạo nên từ những sự kiện phi thường, những kinh nghiệm gợi cảm, vì sợ phải đối mặt với thực tại bằng những nỗ lực hàng ngày, những khó khăn và những mâu thuẫn của nó. Ánh sáng mà Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ là sự tiên báo về vinh quang phục sinh vốn cần phải hướng tới bằng cách bước theo chỉ một mình Ngài. Mùa chay hướng đến lễ phục sinh, cuộc tĩnh tâm không phải là mục đích tự tại, nhưng nó chuẩn bị chúng ta sống cuộc thương khó và thập giá trong đức tin, đức cậy và đức mến để đạt tới sự phục sinh. Cũng thế, hành trình hiệp hành cũng không được làm cho chúng ta tin rằng chúng ta đã đến đích khi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng về một số kinh nghiệm hiệp thông mạnh mẽ. Ở đó, một lần nữa, Chúa lặp lại với chúng ta: "Trỗi dậy đi, đừng sợ." Chúng ta hãy xuống lại đồng bằng và ước gì ân sủng mà chúng ta sẽ trải nghiệm nâng đỡ chúng ta để trở thành những người kiến tạo tình hiệp hành trong đời sống thường ngày nơi các cộng đoàn của chúng ta. Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta sống mùa chay này trong sự khổ chế của Chúa Giêsu để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Ngài, và như thế được củng cố trong đức tin, cùng nhau tiếp tục hành trình với Ngài, là vinh quang của dân Ngài và ánh sáng cho mọi dân tộc. Đấy là cái thông điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Francisco. Và trong suốt mùa chay này, cộng đoàn chúng ta cũng cố gắng hy sinh, tiết chế những tất cả những gì được cho là không xứng với đặc tính của người Kitô hữu. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sống trọn vẹn mùa chay để chúng ta cũng hướng tới cuộc khổ nạn, cuộc phục sinh của Đức Kitô như thông điệp mùa chay mà Đức Thánh Cha đã gửi cho cộng đoàn trên toàn thế giới. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thinh lặng trước nhan Thánh Chúa và khiêm tốn xin Người giáng phúc cho chúng ta để cử chỉ sám hối mà chúng ta sắp làm được Chúa thương chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn. Xin rủ thương nghe lời chúng con cầu nguyện và thánh hóa nắm cho mà chúng con sẽ sức lên đầu để tỏ dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Xin Chúa giúp chúng con hằng cố gắng giữ mùa chay thánh này để được Chúa thứ tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh con cho phục sinh. Đấng hằng sông và yên chi muôn đời. Amen. Thầy con giảng hai gì phục con xin cho.
Anh chị em thân mến, trong mùa chay thánh này, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội để đón nhận lòng thương xót của Ngài. Với lòng tin tưởng và hy vọng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho các vị mục tử luôn phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa, để nhân loại cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ân xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con người có xu hướng tiếp nhận hơn là chia sẻ. Xin cho mọi người trên thế giới biết quảng đại với tha nhân, để tất cả cùng ấm no hạnh phúc. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ân xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Xin cho những ai đang cố gắng thoát khỏi mọi trói buộc của tội lỗi, được quyền năng của Chúa giải thoát và can đảm đến với bí tích hòa giải để nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ân xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết lánh xa con đường tội lỗi và tin vào sự hướng dẫn của Đức Giêsu để sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ân xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, để nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con. Nhờ đó chúng con biết cởi bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Amen.
toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chính
nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thank you.
lạy Chúa.